Sống đúng, sống đẹp. Ngày thứ tư, 16 tháng 12 năm 2020. Thư gửi Chúa Hải Đồng. Khi chiều xuống, hồn con cô đơn tìm về bên thánh đường, tìm về nguồn yêu thương, tìm về nguồn hy vọng. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu, xin nghe tiếng con này bằng lời cầu kinh van xin. Sống đúng, sống đẹp. Ngày thứ tư, 16 tháng 12 năm 2020. Thư gửi Chúa Hải Đồng. Thưa anh chị em và các bạn, chúng tôi đang chia sẻ đến anh chị em và các bạn những lá thư không gửi. Bắt đầu từ ngày thứ hai, ngày 23 tháng 11 năm 2020, thư gửi các thánh, cho đến ngày hôm nay là thứ tư, 16 tháng 12 năm 2020, thư gửi Chúa Hải Đồng. Và chúng ta cũng đang trong tứ tuần tĩnh tâm bổ vọng. Ước mong rằng những chia sẻ này giúp các bạn có thêm chất liệu để suy tư trong tứ tuần tĩnh tâm bổ vọng. Tức là chúng ta có 4 tuần lễ tĩnh tâm bổ vọng để chuẩn bị tâm hồn cho đến ngày 24 tháng 12, đêm 24 tháng 12, mừng Chúa Giáng sinh. Chị em cầu nguyện cho mọi người biết dành thời giờ quý báu trong ngày để lắng nghe lời Chúa, chuyện đạo, chuyện đời, sống đúng, sống đẹp và thư tình trong sa mạc, để chúng ta có những ngày tĩnh tâm thật là lạ, thật là tuyệt vời trong mùa đại dịch virus corona này. Thư gửi Chúa Hải Đồng. Chúa Hải Đồng yêu quý của con, sắp đến lễ Giáng sinh rồi. Đáng lẽ mọi người rộn rã lắm, vui vẻ lắm, háo hức lắm. Thế nhưng năm nay mùa bình an gần kề mà sao trần gian còn lắm thương đau quá, còn nhiều bất an quá. Khi nào con người mới có bình an đích thật đây hả Chúa? Chúng con sống bên bờ đại dương được ví von bao la như biển Thái Bình, nhưng dường như chưa bao giờ bình yên trong giông bão. Tên là Thái Bình mà có được bình yên đâu. Cơn siêu bão ngày 9 tháng 11 quét qua Philippines như một cơn sóng thần. Hơn 10.000 người có thể đã chết và khoảng 500.000 người trở thành vô gia cư. Nước triều dâng 5-6 mét khi bão càn quét đã biến thành phố Tacloban thành nghĩa địa. Người ta trở nên hung hãn hơn, đi hôi của cướp phá để tìm thực phẩm. Họ bước đi như những thây ma di động trên những con đường đầy những xác người tìm kiếm đồ ăn thức uống. Những người đói khát đang rất giận dữ trong tuyệt vọng. Thế nhưng không phải ai cũng hung hãn ích kỷ lo cho bản thân mình trong cơn bão dữ. Vẫn còn đấy hình ảnh rất đẹp của Chúa Hải Đồng, nơi cô bé 6 tuổi hy sinh bản thân mình để cho mẹ được sống. Cô giáo Bernadette Tenecra, 44 tuổi, vẫn còn nhớ mãi những lời cuối cùng của cô con gái 6 tuổi nói với mình. Mẹ, mẹ hãy buông con ra. Mẹ hãy tự cứu lấy mình. Lúc ấy cả gia đình cô giáo Tenecra đang túm tụp trong túp lều tại làng Barangay. Khi bão Hiyan đến, nước bất ngờ dâng lên cuốn trôi cả nhà, trong đó có người chồng và một đứa con gái khác của cô. Người mẹ kể lại trong nước mắt: tôi đã cố gắng giữ lấy con và luôn miệng nói với con rằng hãy bám chặt vào để mẹ kéo con lên. Nhưng con bé đã buông tay và bị những thanh gỗ đâm vào người.
con bé còn nói: "Mẹ, mẹ hãy buông con ra, mẹ hãy tự cứu lấy mình." Giữa những tang thương đổ nát, vẫn còn những hình ảnh đẹp như những ánh sao soi chiếu đêm đông giá lạnh tình người, phải không chú? Niềm tin của con và con người ngày nay được hâm nóng bởi những con người nghèo khổ, hoạn nạn, bởi những em bé biết quên thân mình, nghĩ đến người khác, chứ không bởi những người lớn, những người có chức, có quyền, cao chức trọng, nhưng dửng dưng, vô cảm trước những đau khổ của tha nhân. Con chỉ cho Chúa thấy một hình ảnh đẹp của Chúa đấy. Trong khi Việt Nam chào đón công dân thứ 90 triệu ra đời, thì Bejoy, con gái của cô Salagis, 21 tuổi, chào đời ngày 8 tháng 11 năm 2013 tại một sân bay đã bị tàn phá và đang được trưng dụng làm trung tâm y tế tạm thời ở Tacloban. Bé được đặt nằm trong một miếng gỗ bẩn thỉu, xung quanh là kính vỡ, mảnh kim loại, rác rưởi chất chồng như xưa Chúa sinh ra trong máng cỏ bò lừa hôi tanh. Thật lạ lùng, trong tình cảnh bi đát như vậy, bé Bejoy vẫn chào đời một người con được sinh ra. Người mẹ trẻ nghẹn ngào: "Con bé là phép màu Chúa dành cho tôi. Tôi nghĩ mình sẽ chết cùng với đứa con còn ở trong bụng này khi cơn đại hồng thủy ập đến, cuốn tất cả chúng tôi đi." Người cha là Robert ôm chặt đứa con gái bé bỏng mới sinh, mắt đỏ hoe chia sẻ nỗi niềm buồn vui: "Chúng tôi mừng con gái chào đời hôm nay, nhưng chúng tôi cũng tưởng niệm những người đã ra đi. Chính Chúa đã giúp tôi tìm thấy vợ đang trôi giữa biển rác mênh mông, xác người và động vật nằm lẫn lộn, một mầm sống được nảy sinh giữa hàng chục ngàn xác chết. Sự sống vẫn không bị dập tắt trong đổ vỡ hoang tàn. Quyền năng và lòng thương xót của Chúa vẫn thể hiện trong tình cảnh thất vọng nhất. Chúa vẫn có đó. Chúa vẫn giáng sinh trong những hang Bethlehem tăm tối nhất của cuộc đời chúng con để thắp lên niềm tin cho chúng con. Chúa ơi, con thấy người dân Philippines thật dễ thương. Ngay Philippines đón nhận hậu quả thảm khốc của cơn bão nhất và dự báo sẽ đánh thẳng vào miền Trung Việt Nam với mức độ tàn phá vô cùng khủng khiếp. Con đọc thấy trên trang mạng xã hội những lời cầu nguyện bình an đầy lòng nhân ái của các bạn Philippines. Cầu nguyện cho các bạn Việt Nam. Chúng tôi là nạn nhân của cơn siêu cuồng phong vừa quét qua Philippines. Hãy bảo trọng nhé các bạn Việt Nam. Thật đúng như dân ca xứ Nghệ có câu hát: "Qua cơn lận đận mới hiểu tận lòng nhau." Thánh Faustina cũng cảm nghiệm: "Chính qua đau khổ mới biết ai là bạn thật." Giữa những hoang tàn đổ nát, ngổn ngang xác chết và đói khát rình chờ, mà các bạn Philippines còn biết nghĩ đến đất nước sắp hứng chịu đau khổ như mình và dâng lời cầu nguyện, chính điều ấy làm con thêm niềm tin yêu vào cuộc đời và con người. Vì thói quen chỉ tìm phò những người đang thịnh, đang lên, có mấy ai phò những người đang suy, đang xuống. Nhưng chính những con người đang suy sụp ấy lại cần ta vực dậy, chứ người đang thịnh thì cần ta phò làm gì nữa, phải không? Nếu có chỉ là vụ lợi và cầu danh mà thôi. Có lẽ chính nhờ những lời nguyện cầu chân thành ấy và Chúa thấy miền Trung vừa gánh chịu mấy cơn bão liên tiếp, cho nên bão đã chuyển hướng đi và giảm dần. Tuy nhiên, những tỉnh miền Bắc, miền Trung vẫn còn oằn mình gánh cơn bão này. Nhiều người chết, mất tích và cửa nhà, tài sản, mùa màng thiệt hại nặng nề. Quái âm nhất
là có 14 người chết và 81 người bị thương, không phải do bão, mà từ trước khi bão đến vì tai nạn khi leo lên chằng nhà trèo cửa để mà chống bão. Trong tình hiệp thông, vui với người vui, khóc với người khóc, ngày 10 tháng 11 2013, hơn 60.000 người Công giáo tập trung trước quảng trường Thánh Phêrô cùng với Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho những người dân Philippines bị nạn sau siêu bão. Đức Thánh Cha nói: "Thật đáng buồn khi có rất nhiều người dân gặp nạn và thiệt hại rất lớn. Hãy cố giúp họ bằng những hành động thực tiễn." Đức Thánh Cha tỏ ra rất đau buồn trước sự tàn phá và những mất mát do siêu bão gây ra, và khẳng định Ngài luôn ở bên cạnh tất cả người dân bị nạn. Cầu nguyện và hành động. Cầu nguyện và hành động, Đức Thánh Cha không hô hào suông, nhưng kêu gọi người tín hữu hãy cố gắng giúp nạn nhân bão lụt bằng những hành động thực tiễn. Chúa không ở tít trên cao nhỏ lệ xót thương con người đang trầm luân trong bể khổ, nhưng Chúa đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Thử hỏi sự đóng góp cho những nạn nhân thiên tai bão lụt của chúng con được bao nhiêu? Có sánh bằng với sự quyên góp xây cất các cơ sở tôn giáo không? Phải chăng vì không có bằng ân nhân hay không được rao tên trong cục công cuộc từ thiện này nên sự đóng góp còn rất khiêm tốn? Chính vì thế mà trong hội nghị thường niên các bề trên thượng cấp từ ngày 5 đến 7 tháng 11 năm 2013, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, lúc đó là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Phó Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, nhấn mạnh: Giáo hội do Chúa Giêsu thiết lập xuất thân từ những người nghèo, bao gồm phần lớn là những người nghèo, thì trong giáo hội người nghèo phải có chỗ đứng, có tiếng nói. Người nghèo không thể mãi là những người thấp cổ béo miệng. Nghèo vật chất, nghèo văn hóa, nghèo tâm linh, nghèo giá trị, những người bị khinh thường, bị ức hiếp, những người tật bệnh đói khổ, người già yếu cô đơn, giáo hội phải lưu tâm nhiều hơn đến những hạng người này, chăm sóc đặc biệt hơn, đồng hành với họ, chia sẻ nếp sống của họ, chia sẻ của cải cho họ, trợ giúp thực tế khi họ cần. Những hệ luận thực tế là nếp sống khó nghèo của các thành viên có ơn gọi đặc biệt như giáo sĩ và tu sĩ, các giáo phận và giáo xứ, các dòng tu, bớt xây dựng các cơ sở có quy mô quá lớn và tốn kém quá nhiều. Chú Hải Đồng ơi, chú còn kiên nhẫn để nghe con nói chuyện thế gian nữa không? Hết chuyện thiên tai đến chuyện nhân tai, những tai hại về vật chất lẫn tinh thần do con người gây ra cũng nặng nề chẳng kém gì động đất sóng thần. Dư chấn của những nhân tai là sự xói mòn lòng tin nơi con người. Nhìn đâu cũng thấy giả hình, giả tạo, giả nhân, giả nghĩa. Nên rốt cuộc chúng con chẳng còn biết tin vào ai nữa, Chúa ơi. Mỗi ngày, Chúa có theo dõi báo chí và thời sự trên TV không? Con nghĩ là Chúa phải đọc, phải coi để biết tình hình trong và ngoài nước. Không những thế, Chúa còn bỏ trời cao nhập thể làm người để chia sẻ thân phận con người của chúng con. Chúa hiểu con người hơn cả chúng con hiểu mình nữa. Chúa thấy rõ tâm lòng con người chúng con, sáng nắng chiều mưa, thay đổi như trong chóng. Ấy vậy mà Chúa vẫn tin tưởng con người, yêu thương con người. Thế nhưng chính con người lại không tin tưởng nhau, không chấp nhận nhau, nghi ngờ nhau và loại trừ nhau. Chúng ta thấy rằng ở đâu đó đã có khủng hoảng niềm tin trong thế hệ trẻ. Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền phát biểu trước Quốc hội ngày 7 tháng 11 2013 và cho rằng đây là một trong những nguyên nhân làm phát sinh tội phạm và bất ổn xã hội.
đại biểu Nguyễn Bắc Việt còn nhấn mạnh hơn, khủng hoảng kinh tế sẽ vượt qua được nếu niềm tin vẫn còn. Nhưng nếu để mất niềm tin là mất hết. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn thêm vào mảng tối đó, tin sao được? Và làm sao tránh khỏi khủng hoảng lòng tin khi cử tri nói rằng đi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế thì bị chích đau hơn nếu không có tiền. Không có tiền thì bác sĩ chích cho đau hơn. Chú ơi, thật là đau lòng. Khi y đức không còn thì nói gì đến chữa bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Văn hóa Giáo dục Lê Như Tiến bình luận về vụ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Thẩm viện Cát Tường ở Hà Nội, mang thi thể nạn nhân là chị Lê Thị Thanh Huyền chết tại thẩm mỹ viện của mình đến cầu Thanh Trì, ném xác xuống sông Hồng để phi tang. Về mặt giáo dục cũng chẳng hơn gì. Một nền giáo dục với chất lượng thấp đã khiến bao nhiêu bậc phụ huynh phải ráng kiếm tiền cho con em đi nước ngoài học. Tình trạng mà không ít người đã chua xót gọi là tị nạn giáo dục. Đại biểu Trần Du Lịch khi thấy một nền kinh tế trồi sụt với những chính sách luôn bị thay đổi, nên đã đề nghị Quốc hội phải làm sao đó để doanh nghiệp có niềm tin vào thị trường. Bước qua lĩnh vực tôn giáo, niềm tin của người dân cũng bị lung lay khi thấy nhiều người đến khu phố 2 phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa thuê nhà trọ, rồi giả dạng nhà sư đi bán nhang, khoác lên người chiếc áo thầy tu màu nâu, cộng với tài khua môi múa mép, họ đã thuyết phục nhiều người mua nhang giá chừng 5.000 thành 30.000 đồng. Các cơ quan chức năng biết mà chẳng làm gì được. Những người lừa đảo còn trục lợi cả trên những người đã khuất nữa. Ngày 28 tháng 10 năm 2013, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt cậu Thủy tự xưng là nhà ngoại cảm vì tội làm giả hài cốt, di vật nơi chôn cất liệt sĩ để lừa đảo tiền của thân nhân liệt sĩ. Cán cân công lý cũng bị sai lệch. Bao nhiêu người bị kết án oan ức, biết tìm lẽ công bằng ở đâu? Ông Nguyễn Thành Trấn ở Bắc Giang, người bị án oan chung thân, đã phải thụ án đến 10 năm mới được trả tự do nhờ nghi can vụ giết người là Lý Nguyên Trung ra đầu thú. Ông đã kể câu chuyện oan trái tù tội của mình bắt nguồn từ những lời khai bị ép cung, bức cung nhục hình trong thời gian ông bị giam giữ. Họ tìm mọi cách để tôi phải nhận tội. Trong lĩnh vực ngoại giao giữa các nước cũng chỉ bằng mặt mà chưa bằng lòng. Các cường quốc trên thế giới vẫn đâu có tin tưởng nhau hoàn toàn, vẫn đặt máy nghe lén tin tức của nhau. Trong cuộc tiếp kiến hơn 2 giờ với ông John Kerry, Ngoại trưởng Mỹ vào tháng 11 2013, vua Abdullah, người đứng đầu hoàng gia Saudi Arabia, thẳng thắn nói: mối quan hệ thật sự giữa bạn bè là dựa trên sự chân thành, thành thật và thẳng thắn hơn là chỉ bằng những hành động ngoại giao. Thánh Faustina viết: tôi rất ngạc nhiên vì sao người ta có thể ganh tị đến thế. Khi thấy điều lành của ai, tôi vui mừng như điều lành của chính mình. Niềm vui của người khác là niềm vui của tôi, và đau khổ của tha nhân cũng là khổ đau của tôi. Nếu không, làm sao tôi dám kết nghĩa thân tình với Đức Giêsu? Tinh thần của Chúa Giêsu luôn là đơn sơ, hiền lành, chân thành. Mọi xấu xa ghen tị và gian tà đội lốt nụ cười thân thiện chỉ là những con quỷ nhỏ ranh mãnh mà thôi. Nhật ký 633. Chú Hải Đồng quý mến, chúng con vừa cử hành nghi lễ bế mạc năm đức tin rất hoành tráng. Năm đức tin khép lại không có nghĩa là đức tin của chúng con đang ngon rồi, không cần phải quan tâm đến nữa, để đó đi làm chuyện khác. Đức tin không phải là phong trào nổi lên rầm rộ với đầy đủ nghi lễ, diễn văn, báo cáo thành tích, quay phim chụp ảnh đưa lên trang web rồi sau đó amen tắt đèn đi ngủ, chuẩn bị cho chủ đề của năm kế tiếp. Nếu làm như thế thì rõ ràng trong việc đạo chúng con cũng chỉ chạy theo phong trào như ở ngoài đời.
Trong bài thời sự và suy gẫm phong trào đừng nên làm ảo, phong trào đừng nên làm ảo, đăng trên Tuổi Trẻ 30 tháng 7 13, Phạm Xuân Nguyên nhận xét: có những phong trào chỉ nặng hình thức, khoa trương, phát động mà không thực hiện mà không hiệu quả, hiệu quả mà không tương xứng tầm vóc ý nghĩa phong trào. Bây giờ ở ta dễ có bệnh phong trào. Làm một việc gì cũng gọi là phát động phong trào, cũng ra quân, cũng gióng trống mở cờ, báo đài quay hình đưa tin làm ào ạt. Nhưng rồi sau một thời gian, phong trào xẹp xuống, việc đâu vẫn hoàn đấy. Như phong trào đường thông hè thoáng, an toàn giao thông, thực như dân gian nói, bắt cóc bỏ dĩa, đường vẫn tắc, lề đường vẫn bị chiếm dụng, xe cộ đi lại vẫn mất an toàn, luật giao thông vẫn bị vi phạm. Lại có những phong trào hô hào đông người chỉ để làm những việc hình thức, không đáng phải tốn sức như vậy. Như đem 1.000 thanh niên thi công 700 mét đường giao thông nông thôn ở Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Người đứng chen chúc, cựa quậy đã khó, nói chi đến vận chuyển vật liệu. Nhìn cảnh đó thì thấy thật là phô trương hình thức không cần thiết. Vậy xin có câu vẻ thế này: phong trào đừng nên làm ảo, cốt có hiệu quả chứ hao sức người. Chúa thấy nhà báo đó nhận xét thật sâu sắc đó chứ. Phong trào đừng nên làm ảo. Mỗi năm giáo hội đưa ra một chủ đề để những người tín hữu sống và làm việc, chứ không phải là sướng lên, dấy lên một phong trào cho có tụ. Đức tin không có việc làm là đức tin chết, mà một trong những điểm quan trọng của việc thực hành đức tin chính là cầu nguyện. Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ ngày 17 tháng 10 2013 tại nhà nguyện Marta đã giải thích: khi không cầu nguyện là bạn luôn đóng cửa. Chìa khóa mở cửa đức tin chính là việc cầu nguyện. Một Kitô hữu không cầu nguyện biểu hiện một chứng nhân kiêu ngạo, cao kỳ, tự tin nơi mình. Người này không khiêm tốn mà chỉ tìm cách tự đề cao mình mà thôi. Một Kitô hữu không cầu nguyện. Đức Thánh Cha lưu ý những ai không cầu nguyện thì bỏ rơi đức tin và biến đổi đức tin thành một ý thức hệ có tính cách luân lý và không có Chúa Giêsu. Sự hiểu biết Chúa Giêsu đã biến thành một kiến thức về một ý thức hệ có tính cách luân lý và khép kín tất cả các cánh cửa. Đức tin được nuôi dưỡng bằng việc cầu nguyện phải thúc đẩy người tín hữu mở toang các cánh cửa, cửa lòng và cửa nhà thờ. Mặc dù chúng con viện lý do an ninh hay bất tiện để chỉ mở cửa có giờ giấc, nhưng Đức Thánh Cha nhắc nhở, một nhà thờ đóng cửa không thể chấp nhận được, vì mọi người đi ngang không thể bước vào, và Chúa Kitô ngự bên trong không thể bước ra ngoài được. Nếu đức tin của con không thể hiện bằng hành động thì con cũng nhốt Chúa ở bên trong rồi, không ai tin tưởng con hết. Không ai có thể bước qua cánh cửa lòng con để tương giao, cảm thông, chia sẻ. Con cũng chẳng muốn mở lòng để đến với ai vì con chẳng tin ai. Con khép kín tất cả các cánh cửa. Con là một hang đá bê lem lạnh lùng quanh năm mùa đông, tuyết phủ băng giá. Hơn 2.000 năm trước, Chúa Giáng sinh trong hang đá bê lem, đâu có cánh cửa hay hàng rào bảo vệ đâu. Ai muốn đến với Chúa cũng được. Chính vì thế mà những chú mục đồng khô rách áo ôm mới có cơ hội để đến viếng Chúa trong đêm cực thánh đó. Nếu như bây giờ, mục đồng nghèo đó làm gì có cửa, phải không Chúa? Để nắm đức tin không là một phong trào chợt đến chợt đi, trong ngày Thánh Mẫu 13 tháng 10 2013, Đức Thánh Cha mời gọi con tư vấn: tôi là một Kitô hữu cầm chừng hay là một Kitô hữu toàn thời? Quả thật Đức Thánh Cha nhận xét thứ văn hóa phù du đang chi phối đến cách thức sống đức tin của chúng con. Chúa đòi chúng con phải trung thành với Chúa,
Cho dù đôi khi chúng con có bất trung bất tín thì Chúa vẫn trung thành với chúng con. Ngay cả những lúc yếu đuối, sa ngã phạm tội, Chúa luôn nâng đỡ, khuyến khích chúng con trở lại mà nói về nỗi yếu hèn của chúng con, để Chúa ban sức mạnh cho chúng con đi hết cuộc hành trình. Chỉ cần chúng con tín thác vào Chúa. Nếu là phong trào thì con chỉ cho Chúa giáng thế trong đêm Noel thôi. Còn những ngày khác con cho Chúa xuất thế. Con mời Chúa đi chỗ khác chơi hay nằm yên trong hang đá Bethlehem, để con muốn làm gì thì làm theo ý con cho thoải mái. Rồi mỗi năm con sẽ cho Chúa giáng thế một lần. Mỗi năm giáng thế một lần với hang đá ngôi sao lấp lánh bên tiệc tùng linh đình. Mỗi năm con phải đến bái thờ Chúa một lần như vậy là phải đạo lắm rồi. Chúa có chịu được không? Cách hiểu và sống thứ văn hóa phù du ấy đã được Đức Thánh Cha chấn chỉnh trong bài giáo lý ngày 12 tháng 10 năm 2013 tại quảng trường Thánh Phêrô. Việc nhập thể của Chúa Giêsu không phải là một biến cố của quá khứ để kỷ niệm, không có liên hệ gì tới bản thân của chúng con. Việc tin tưởng vào Chúa Giêsu chính là việc con cống hiến cho Chúa xác thịt của con, để nhờ đó Chúa có thể tiếp tục ngự giữa chúng con. Sống mầu nhiệm nhập thể là cống hiến cho Chúa đôi tay để chăm sóc những người nghèo hèn đói khổ, đôi chân để bước đến gặp gỡ tha nhân, đôi tay để ôm ấp thành phần hèn yếu và làm việc trong vườn nho của Chúa, trí óc để suy tư và sống theo ánh sáng tin mừng, và nhất là cống hiến trái tim của con để yêu thương và chọn lựa theo ý muốn của Thiên Chúa. Chúa ơi, con mong có ngày được như chị Thánh Faustina, cảm nghiệm mầu nhiệm nhập thể là như thế nào. Trong giờ thánh, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng, vẻ oai nghi của người xuyên thấu đến độ tôi phải thưa lên: Lạy Chúa Giêsu, con còn quá bé nhỏ, nhưng con biết Chúa là đấng tạo hóa và là Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu đáp lại: Cha đúng là như vậy, và Cha vẫn đồng hành bên con như một con trẻ, cốt để dạy con bài học khiêm nhường và đơn sơ. Nhật ký 184. Khép lại năm đức tin, thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa đề cập đến nỗ lực tân phúc âm hóa trong 3 năm kế tiếp. Công cuộc tân phúc âm hóa đòi hỏi duyệt lại toàn bộ các sinh hoạt mục vụ ở tất cả mọi bình diện, nghĩa là phải thực hiện cuộc hoán cải từ trong tâm thức đến định hướng và phương pháp khi làm mục vụ. Còn rất tâm đắc khi Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc triển khai việc tân phúc âm hóa một cách rất cụ thể, thẳng thắn với các bề trên thượng cấp trong hội nghị thường niên tháng 11 năm 2013. Giáo hội tại Việt Nam trong thời hiện đại chưa chu toàn đầy đủ sứ vụ loan báo tin mừng, có những cố gắng còn rời rạc, chưa được nối kết và hướng dẫn. Cần phải có một sự chuyển mình thật mạnh dạn, thật can đảm, chuyển từ một mục vụ bảo trì, gìn giữ và bảo vệ cơ chế sang một mục vụ truyền giáo đích thực. Giáo hội là giáo hội cho tất cả những ai cần ơn cứu rỗi, mà mọi người đều cần, dù ý thức hay không. Những người chưa là Kitô hữu cũng như những người đang là. Chính vì thế mà có việc phúc âm hóa và việc tân phúc âm hóa. Cần có một nhiệt tình mới, một phương pháp hay đường hướng mới, một cách diễn đạt mới trong việc loan báo tin mừng. Cần phải phúc âm hóa mọi lĩnh vực. Những nơi nào chưa có đầy đủ ánh sáng phải có ánh sáng Chúa Kitô, như những vùng ven hiểu theo nghĩa đen cũng như nghĩa bóng, mọi ngóc ngách của hữu thể, mọi bình diện của cuộc sống. Mục vụ của giáo hội phải là mục vụ của tình thương dịu dàng, làm chứng cho sự dịu dàng của Thiên Chúa một cách đặc biệt đối với các tội nhân.
cần đề cao và thi hành mục vụ của lòng thương xót của Thiên Chúa. Cần đề cao và thực hành mục vụ lòng thương xót của Thiên Chúa. Mọi thành phần dân Chúa, nhất là các mục tử, cần phải là những đấng an ủi khác. Hãy ủi an dân Chúa và mọi người, hãy mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người. Cần mạnh dạn triệt để canh tấn nếp sống và cách làm việc của mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt là của các thừa tác viên trong hội thánh. Cần chú trọng tới chất lượng của việc đào tạo hơn là số lượng. Chất lượng hơn là số lượng. Phải củng cố và tăng cường đời sống cầu nguyện nơi mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt là nơi các giáo sĩ và tu sĩ. Vì ngày nay, ảnh hưởng xấu của khuynh hướng duy thế tục quá nặng nề, ngay cả trong tu viện, chủng viện, trong đời sống gia đình cũng như giáo sĩ. Quan trọng hơn cả vẫn là sự cần thiết phải có gương sáng trong lòng hội thánh, nhất là gương sáng của các mục tử, các nhà đào tạo, các bề trên trong cộng đoàn, các phụ huynh trong gia đình. Gương sáng ấy chính là muối cho đời. Trong bài giảng ngày 23 tháng 5 2013 tại nguyện đường Thánh Mát-ta, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các Kitô hữu là muối cho đời. Đời người Kitô hữu phải là một cuộc sống sinh động với hương vị phản ánh đức tin, đức cậy, đức mến. Kitô hữu đừng trở thành những vật trưng bày trong bảo tàng viện. Căn tính Kitô không thuần nhất, nhưng thể hiện trên mỗi người chúng ta tùy theo cá tính, đặc điểm và văn hóa riêng của mỗi người. Ta cần bảo vệ căn tính Kitô vì đó là một kho tàng quý báu. Tuy nhiên, căn tính này còn mang đến thêm cho mỗi người một điều nữa, đó chính là hương vị. Đặc tính Kitô giáo mà chúng ta có được thật tuyệt đẹp. Nếu anh chị em tìm kiếm sự thuần khiết và mọi người trở thành muối trong cùng một cách thức, thì mọi thứ sẽ giống như người nội trợ nấu nướng nêm quá nhiều muối. Người ta chỉ nếm được vị mặn của muối thay vì thưởng thức bữa ăn. Đặc tính Kitô giáo chính là mỗi người là chính mình với những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban tặng. Muối cho đời này phải được chia sẻ với tha nhân. Nếu chúng ta cất giữ, nó sẽ trở nên nhạt nhẽo và ẩm ướt. Vâng, cảm ơn Chúa Hải Đồng. Con phải là chính con với hương vị riêng của con, với đặc sủng Chúa ban cho con. Và con sẽ đem những ân huệ ấy chia sẻ với mọi người, cho cuộc đời thêm đậm đà, cho tình người thêm nồng ấm, và cho lòng tin còn mãi trên trái đất này. Chúa yêu thương tất cả mọi người, không loại trừ ai. Chúa muốn ban bình an cho mọi người, mọi thời, mọi nơi. Tuy nhiên, chỉ khi nào con có từ tâm, thiện tâm, thành tâm thì con mới lãnh nhận được bình an từ trời cao. Khi lòng con đầy ác tâm, tà ý, thì chính con khép kín tất cả các cánh cửa lại, làm sao nhận được bình an. Trong đêm Giáng sinh, các thiên thần hát vang lời chúc: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Và thưa anh chị em và các bạn, đây là món quà Giáng sinh 2020, radio các bài giảng lòng Chúa thương xót mới nhất, mới phát hành ngày 13 tháng 12 năm 2020. Ước mong được gửi đến anh chị em và các bạn, những người vùng sâu vùng xa, những người có hoàn cảnh khó khăn, những anh chị em dân tộc, những bệnh nhân trong các bệnh viện. Hôm qua chúng tôi có đọc lá thư các em bé ở bệnh viện Ung Bướu. Chúng tôi đã đến bệnh viện Ung Bướu cũng như bệnh viện Nhi, bệnh viện ung thư và các bệnh viện lớn ở Sài Gòn để trao tặng những máy nghe giảng này, để họ trong lúc đau bệnh, thất vọng, chán nản, ngã lòng, không ai an ủi được họ, chỉ có lời Chúa mới an ủi được họ. Đây là món quà gửi tặng cho các bệnh nhân. Nếu anh chị em nào phụ trách các bệnh viện, xin mời đến để đón nhận. Anh chị em nào ở các vùng sâu vùng xa, nhất là những người dân tộc,
những nơi không có phương tiện truyền thông là trang web hay là máy tính điện tử, thì chúng ta có cái máy nghe radio bài giảng lòng Chúa thương xót, chỉ việc cắm vào sạc điện và mở lên nghe, hết điện pin cắm vào sạc tiếp nghe tiếp. Món quà Giáng sinh 2020 và năm mới 2021 rất có ý nghĩa và giá trị thiêng liêng. Kính mong quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em, các bạn trẻ, ai cần liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email biết hỏi cùng ai a@gmail.com hoặc là cha Trần Đình Long, cha Trần Đình Long a@gmail.com. Chúng tôi sẽ gửi trực tiếp đến cho anh chị em món quà Giáng sinh và năm mới thật ý nghĩa, món quà radio các bài giảng lòng Chúa thương xót. Sang ngã con không trung thành vì con là người trần yêu đuôi Chúa ơi, người trần không là thần thánh, người trần xin cúi đầu ăn năn. Khi chiều xuống màn đêm rơi nhanh mà lòng sao xuyên nhiều bồi hồi vì đã quên lời thề cùng Chúa đây. Lạy Chúa, con yếu đuối chăm về, con đã quá hững hờ bỏ lại đằng sau câu kinh. Chúa ơi, đời con bao đam mê, đời con bao xa ngã, con không trung thành vì con là người trần yêu đuôi Chúa ơi, người trần không là thần thánh, người trần xin cúi.